Vậy là hôm nay đi vào cái rừng nào được? Đó là đi vào cái khe trong tít ngoài nhỉ? Tít ngoài kia. Ở đấy có nhiều cây rau da xoan đấy. Vâng. Đấy mới chắc là có. Dễ tìm. Đi chỗ nào có hàng đá. Nhưng mà đi tìm rùa không mang gùi đâu nhỉ? Vướng lắm nhỉ? Thôi. Mà tí nhé, ốc, ốc thì để ở đâu được? Lấy cái ống. Giờ con nữa chạy ống nữa vào. Ờ thế cũng được. Đấy, chui rúc nó khó. Nữa xong đi nhỉ. Mấy anh em tối sáng nay là sẽ đi tìm rùa các bạn nhé. Thì tối qua mưa rất là to. À, mùa này rùa nó ra nhiều lắm. Rùa nó như kiểu cua ấy. Cứ mưa nó ra mà. Nó đi tìm ăn ấy. Nếu có chó thì tìm rất là dễ. Con rùa nó vẫn có mùi, chó nó đánh hơi rất là tốt. Ây à. Dọn cái bàn này đi. Là thấy cái hộp kia hôm nay cần khô chắc không chắc thôi, cái đấy khô rồi, cái chuối hột cần phải phơi đó. Ai có quần áo thì phơi nhá, tí chiều mới về ấy. Ơi hôm nay có vẻ là nắng to ấy nhỉ. Trời hôm nay rất là đẹp mọi người ạ, hôm qua mưa to là sáng hôm nay thì trời rất là xanh. Bao bí tốt. Hai con chó này hay chạy đi chạy lại ở đây thằng sắn là gãy hết rồi. Cái này chứng tỏ không chịu được gió mấy nhỉ. Trượt chân nào con ốc nào nhé. Qua chỗ này lũ to phết đây. Đoạn này hay có rùa mà. Nó hay bơi để ý rồi nhé. Chỗ nào có nước ấy qua nó đi qua thấy dấu chân mà. Ngày trước mà anh toàn đi theo dấu chân thôi mà. Có cái quả cây gì ấy, xong là nó có đường nó ra đêm nó ra ăn hoặc là cứ theo đường của nó đi là thấy mà. À, cái búi nào rậm rậm ấy chui vào bới hết ra. Nó mới đi là có mùi ngay. Mưa nó ra tìm ăn ở tận nhiên về. Trên này có cây ớt này nhỉ. Bám trên đá. Cái cây đao ở chỗ này chín rồi mà. Cái gì thẳng thế. Ba bú búi này chắc này. Ba tạ. Quả đào. Cái này là cây gọi đúng ra người ta gọi là cây dừa dại. Quả gì rơi đây nhiều này. Chia nhau ra tìm khu này nhỉ. Khu này có nhiều lắm. Xem mấy cái bãi ấy đấy. Răng rác ấy. Thấy vết nó đi qua
sau mưa thấy mà để ý một tí là thấy, thấy dấu chân. Sang bên này có cây rau da xoan chín chắc có đấy. Cây rau da xoan anh hay đây mà. Vậy nó ăn thằng nó không đi ở quanh 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 đấy rồi mà, theo đường là thấy mà. Ô, mốc sủa gì nhỉ? Mốc sủa kìa. Ui, cái rùa đấy. Biết nó sủa cái gì nhỉ? Mốc, ui. Lên rừng. Xem, các rắn này. Cái này rắn đấy. Đây à? Đây à? Con rùa đây. Cái gì đấy? Con rùa kia. Ô, phải không? Phải. Đây này. Đi đi. Ngon rồi. Ngon rồi. Mày. À mày. À, nhảy cao thật. Đi kiếm ăn. Ý nhỉ? Lần này nó cứ mưa xong nó đi kiếm ăn cái chỗ này mà. To phết nhỉ? To mà. Này được. Cho mày này. Con này được cân không? Được. Hơn cân đấy, con này hơn cân đấy. Ôi, ê. Cầu lưới vào. Bớp con này cái mày, được đấy. Rồi con ốc này có. Chết. Ôi. Đi thôi, đi tiếp thôi. Cho đâu được, cơm thế à? Lấy dây buộc đi. Dây buộc đi. Mày buộc vuông góc và bốn phía không là sách. Nãy không mà sọt. Mốc. Lưới rồi nhá. Hay là nó ăn cái bãi quả cây đa này này. Ờ, bãi quả cây đa này rơi xuống đây. Con này tìm rất khó ấy. Này. Mốc à? Cái vòng. Mốc. Cái vòng. Tránh nhá. Tránh nha, tránh nha. Cầm. Buộc đá. Chắc anh Tần buộc chia 4 thôi. Bắt được anh Tần buộc chia 4 thôi. Thế xanh nó chả vỡ cái măng này ra. Ủa sao vỡ được. Cái vàng nhỉ. Ừ. Con này còn đang ươn mưa này. Ui, cái thật cắn đấy. Thôi, mốc. Mốc. Đi tìm tiếp đây. Cầm. Xanh nhá. Đi tiếp rồi. Giờ đi tìm đâu được? Chắc đi khu này. Quanh quanh đây. Chia nhau ra đi tìm. Khu này chỉ có chó thôi. Con. Thấy vết gì thì cái chó đuổi. Ui. Ui. Mốc. Ui. Ui. Ô. Mốc ư. Ui. Ô. Chó sủa bên này rồi. Nhà ơi. Chó sủa ở đâu ấy? Đây rồi. Không biết được. Ô, đây có một con. Móc. Đây được một con rồi. Này. Đây. Có phết. À được một con. Ờ. Đấy. Bằng. Con rùa to phết nhờ. Cầm đi.
cắn người nhá. Tay đấy. Ôi, to phết đi. Ui, con này có con cái bãi kiến bóng rơi đến đây. Con người kinh quá. Kiến bóng á? Ừ, sang đây thôi. Thấy đấy à? Ừ, thấy có sửa anh sang lại thấy đấy. Cũng đang đi thôi. Chắc chỉ có con chó này thôi. Không ấy được đâu. Nên thấy con kia đâu? Đây. Bục luôn vào đấy. Đây con một luôn á. Một luôn đấy. Đủ không? Đủ thế đi. Đây lấy dây khác vô đi. Có người xách một con dưới, tí dưới. À được hai con rồi. Con rồi. Anh bảo khu này có mà lại mưa xong này ra mà. Ra là thấy mà. Ủa, ăn quả nó rồi khu khu mà. Có rồi. Đó, hai cân đấy. Cân đấy. Ừ. Con thử dụng cân. Lên nhỉ. Đi. Khu này lên trên khu trên kia đi nhỉ. Khu trên kia nhiều quả cây á, để tìm hơn. Đi với khu kia nhau thì lại đi thôi. Ừ. Con e à? Con e không tin tưởng đâu. Sang khe bên này tìm thôi. Ê à, bãi quả đào này các bạn. Ô, nhà ơi, chó sủa ở đâu ấy? Bên kia. Sinh ơi, đâu ấy? Chúa gì á, chúa? À, tận bên kia. Chúa này à, chúa gì? Ô, em không thấy sủa à? À, bên kia. Chắc lại rùa rồi. Đâu á? Từ từ thôi. À, kia. À, cẩn thận rắn nhá. Sợ chứ, con gì á? Rắn đấy. Rắn đấy. Thấy gì đâu? Thấy gì không? Thấy gì? Thấy vai rác không? Có, chỗ cái vế trong này. À. Thuận đấy, rắn đấy. Xem một thận này. Ô, rùa. Ôi, chui này. Không. Chui vào rác cái này mà con chó vẫn lần ra. Sao nhá. Ô, không có chó thì nói chuyện gì luôn. Chó này được. Móc. Nó ăn quả cây ra ra này à? Ừ. Ừ. Xuống rác thì chó vẫn lần được. Này có khi con chó ngửi mùi thôi nhỉ? Ừ. Theo mùi chứ. Ừ. Thế này mình đi tìm. Còn đâu mà mắt đâu mà thấy rùa. Ừ. Con này màu của nó giống như là mắt khác mà. Ừ. Chó rất là khó đấy. Được ba con. Cắn cho đấy. Buộc à. Này. Đấy không. Rồi con này. Gặm. Ấy. Nó lại cắn cho. Mày. Người này cướp của tao. Giờ mùa thì tôi cũng nhiều rùa nha. Ừ. Khu này có mà. Ừ. Hết đất này. Ê, mệt thật đấy, ngồi nghỉ tí đi. Nghỉ tí đã. Nóng, vát hết, rớt hết áo. Tít đằng kia chó sủa. Chạy mình. Chó này nó đi trước mình, đi rộng. Ừ. Đúng rồi, chỉ sợ là rắn sang không kịp. Ôi dồi, nặng quá đấy. Còn chắc là tầm cân, hơn cân nha. Cân đấy. Tựa rừng già này cũng rùa to nhỉ. Ừ. Rồi đấy, cái chân nản này nó đến đây, khu này có cây ăn quả lắm ở đây.
À, còn khổng lồ luôn. Khổng lồ à? Đâu. Ăn ngon lắm. Dài. Khu này vẫn nhiều mà. Khu này lát tê ướt hơn. May may lại thấy thêm một con rùa nữa sao? Ủa, ở đây có cái hang chuột nhẵn thế. Một cái cây gì rất là cao. Rất nhiều rau dớn luôn. Nắng nhỉ. À, chỗ nắng nóng thật đấy. Còn bữa này vẫn oi. Vì sao cũng được ba con rùa. Rùa hơi nóng sẽ chết không? Rùa. Nước cạn chưa đấy. Cứ về qua mấy cái bãi kia này. Khổ rồi. Về nhà phơi. Làm bao nhiêu à? Đấy. Thế nhỉ? Thôi. Bây giờ ba anh em tôi sẽ làm chuồng để cho nuôi ba con rùa này nhé. Cái rùa này rất là dễ nuôi. Thì ở rừng này nó ăn chuối chín này. Nó ăn mục nhĩ. Ăn các cái loại cỏ. Khu nào mát mát đấy nhỉ? Khu này đi nhỉ? Khu này đi. Dọn khu này làm ô vuông là nuôi. Chắc không cần rộng lắm đâu. Không, ba con rùa này nó không cần không gian rộng đâu. Hẹp hẹp rồi được. Nó quế rồi đây này. Mà chịu khó đi nhặt ốc suối về cho nó ăn. Cái này ăn ốc suối ác lắm. Tên đổi lúc mình đi nhặt ốc này. Ăn ốc suối, ăn ốc rừng này. Nó ăn cả con cuốn chiếu này. Ăn mục nhĩ chuối chín nó cũng ăn. Quắc lại quả cây ấy. Nhất là quả cái cây rau da xoan ấy. Ăn ác lắm. Quả nó thơm. Mấy anh em đang tiến hành làm cái chuồng cho ba cái con rùa của mọi người nhé. Đây. Rùa này là rùa cạn nhé. Rất là dễ nuôi. Ô, một con đâu? Treo dưới này nó nắng rồi, treo dưới này. Một con nữa này. Này nó chỉ trốn trong các cái bụi rậm nhé. Nó không ưa chỗ nào khô. Khô nó không ưa.
nó. Đúng, tao xuống thấp đi. Thế để chăn à? Rơi chứ còn đóng cái góc này phải cắm cọc luôn đấy. Cái này khỏe lắm. Mới được đất này. Còn được cái đan hết đi nhá. Thì là cái đan càng cao càng tốt. Cho vào đi, nhặt rác vào đấy nhỉ? Ừ. Vào. Cho ít rác vào đi. Để đấy chiều cho, giờ cho vào xong nghỉ đây, để nấu ăn. Nắm chân. Ấy à? Bỏ đi ăn thế, nhà ra đi, tí nó cắn nhau ấy. Đánh ngậm mà thì xanh mới thả ấy. Đây là ba anh em tôi sẽ nuôi thử nghiệm xem nào nhá. Nếu mà thấy không được thì chắc lại thả đi thôi. Bởi vì là cái con này là cũng chẳng nên ăn đâu. Ừ. Chưa ăn bao giờ ấy nhỉ. Làm cách nào để lấy được rác ăn. Xong này ngày trước đây thì hay bắt mang đi bán nhưng mà bây giờ là không có ai mua. Bây giờ con này là người ta cấm nhá các bạn nhá. Con này là không mua bán đâu. Bắt được cho mấy anh em chỉ nuôi chơi thôi. Nuôi chơi là không xem nó có đẻ trứng không thì lấy trứng, còn không thì chắc lại thả đi. Con này nó thuộc sách đỏ các bạn nhá. Sách đỏ là không được giết mổ. Không được mua bán giết mổ. Thế à, chào ác thế. Không được chồng lên được không? Chắc phải phủ cái gì lên đấy. Thôi xem à, lên đâu, thử xem nó có lên được không? Lên được. Ba con. Không lên được đâu, lên tí lại rơi xuống. Lên này chắc không lên được đâu. Đẹp phết đấy nhỉ. Trong mày kia vẫn lấy cái gì tê tê một nửa chứ này. Chả biết được mái nào nhỉ. Mùa này mua để trứng còn gì nữa. Kiểu gì cái con bụng to đùng kia là con sắp đẻ. Nặng chịch luôn. Không bao giờ, lên được. Rồi lên à. Chắc nghỉ nhỉ. Chiều mới lấy lá chuối đậy lên. Nó là đi vặt ít mục nhĩ về cho nó ăn. Chiều ấy vặt mục nhĩ về cho ăn. Chưa đâu. À, phá mạnh phết đấy. Chưa đấy nhỉ. Nó phải tìm đường ra này. Còn nước uống không? Khát nước quá. Giờ mới xong việc. Làm bát máu chó vào cho nó khỏe người. Chưa đành chưa? Được, được. Ăn luôn nè. Ăn luôn nè. Đấy không là chắc trưa nay ăn rau dớn luôn nhỉ. Bữa trưa thì ba anh em tôi sẽ ăn măng đắng xào với rau dớn rồi ạ. Về cũng chả có gì. Hôm nay nhặt được rất là ít ốc thì để bữa tối mới ăn. Thì bắt được ba con rùa thì cũng để nuôi thôi, không có thịt ăn. Quá ngon. Ngon luôn. Rau dấn là phải có tí dấn đắng vào, măng đắng với lại đá đủ ấy. Măng không ngon bằng lá đu đủ đâu. Không bằng lá đu đủ.
tẩy cái nhựa có tính đắng là nó không 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 nhất mấy nó có cái nhựa cho nó đào cái này cũng đắng hơn. Rau dớn này là có vị chát với lại độ nhớt. Như vậy là bữa ăn của ba anh em tôi sau khi gần một ngày đi tìm rùa về. Sau đó là làm chuồng cho rùa ở, sau đó lại mới bắt đầu nấu ăn. Mì gọn đã xong. Đói lắm rồi đấy nè. Đói đấy nè, rau dớn, măng đắng và đây còn ít thịt cá kho với giềng. Ăn đây, cơm đi. Cơm rồi. Không có rượu chè đâu nha. Chuyện này không uống đâu. Kìa á. Kìa đây không? Đây đây. Mỉ lắm. Mỉ lắm. Ăn đi. Để bắn. Dạ anh sẽ mua nha. Đúng không? Anh sẽ múc rồi. Không cần đâu. Cơm đi. Cơm này nha. Cơm nha. Cơm xong chắc là nghỉ ngơi tối lại đi phơi đêm nhỉ. Đúng rồi. Thèm bữa ếch thì ếch lắm. Ếch thì cua. Dạ. Úi cua vậy anh.